Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắp cái bộ gắt chân carbon dành cho dòng xe Airblade 125-160 từ đời 2023 đến đời 2025 nha anh em. Thì anh em mua về sẽ được một cọc và được phụ kiện kèm theo như thế này, bao gồm là 4 ốc và 4 nút cao su nha anh em. Thì khi mà anh em đã vệ sinh cái sàn để chân xe của mình rồi thì anh em đưa cái thảm vào và anh em xiết ốc lại được anh em nhé. Đây là ốc mình gửi kèm theo cho anh em mình luôn. Còn anh em mình muốn đẹp hơn, xịn hơn thì anh em mua cái ốc Salaya kèm theo. Sau khi mà anh em đã xiết ốc rồi thì anh em sẽ đẩy 4 nút cao su này lại. Thì mình cứ gửi kèm theo cho anh em mình luôn. Để anh em mình bắt ốc xong rồi thì anh em đẩy nút cao su lại nha. Để cho nó không có bị cát, đất nó sẽ rơi vào cái lỗ này. Thứ hai là nhìn nó sẽ đẹp và nó sẽ thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Đây bằng carbon như này anh em nha. Đó, lên xe rất là tuyệt vời luôn. Rồi bên phải thì mình cũng lắp như bên trái thôi. Anh em sẽ dùng một cây điếu T10. Anh em sẽ mở ốc xin ra anh em. Trước khi anh em ốp vào thì mình sẽ lau vệ sinh cái sàn trước. Và trên đây nó sẽ có một vài cái keo xốp để giúp cho cái thảm mình nó dính chặt hơn, khít hơn, đỡ bị ghè hơn. Thì anh em nhớ lột ra nha và anh em đưa vào như thế này, khớp với cái sàn để chân anh em là ok anh em nha. Cái thảm này thì đặc biệt một cái thì cái nó sẽ bảo vệ luôn cái viền sàn để chân của mình luôn, nên là lên xe nhìn nó sẽ đẹp và sang hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình sẽ siết ốc lại thôi, rất là đơn giản nha. Thì ốc này anh em chỉ cần siết nhẹ thôi được rồi nha, vừa phải thôi, không cần quá chặt anh em nha. Chủ yếu là để giữ lại cái thảm của mình nó không có bị rớt ra thôi. Sau khi đã siết ốc xong rồi thì anh em cũng đẩy nút cao su lại giống như bên kia nha anh em. 4 nút cao su cho anh em đẩy lại luôn. Đấy, ở chỗ này thì nó hơi chặt một xí, nên là anh em dùng một cây vít nhọn á, anh em nhét vào là ok anh em nha. Lên xe rất là tuyệt vời luôn. Anh em mình tham khảo thảm đế chân carbon này thì anh em click vào phần hàng để xem chi tiết hơn nha. Cảm ơn tất cả anh em nha.